Ngày 30 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành chỉ thị số 18 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ. Trong bối cảnh lĩnh vực thương mại điện tử đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong nền kinh tế số Việt Nam, chỉ thị 18 ra đời nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh đang trở thành xu hướng này. Chỉ thị gồm 6 nội dung trọng tâm, trong đó nổi bật là hoàn thiện sửa đổi chính sách pháp luật về quản lý nhà nước đối với thương mại điện tử, xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử, phục vụ công tác quản lý thuế, hải quan, triển khai việc tích hợp tài khoản định danh điện tử, ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc dữ liệu dân cư để xác thực chủ thể của hoạt động thương mại điện tử, tham gia giao kết hợp đồng trên trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam. Có giải pháp khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, ứng dụng tài khoản định danh điện tử, ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc dữ liệu dân cư. Chỉ thị quy định rõ thời gian hoàn thành từng nội dung công việc và yêu cầu các cơ quan ban ngành địa phương phối hợp thực hiện theo chức trách nhiệm vụ được giao.